Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em giới thiệu cả nhà chiếc máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông nhé. Cái chiếc này thì đợt này cái mẫu này các bạn rất là nhiều các bác hỏi vì giá thành nó thật sự nó quá hợp lý luôn, và cái tính năng lọc thì phải nói là quá VIP, hiện đại, đầy đủ full tính năng, dùng được cho phòng lớn. Đấy. Với cái giá 2 triệu 3 các bác nhé, một con lọc khí Daikin đồng hồ vuông rất là hot thời điểm này luôn. Chiếc này em để mã số 1 này các bác này, mã số 1 nhé. Một con em vừa dọn xong đẹp long lanh cảnh đảo. Cực đẹp luôn, chất máy cực mới. Đấy, bác nào đang có nhu cầu thì các bác chốt alo nhá, đời 2014 này. Thực ra đối với em cũng nói rất là nhiều rồi, đối với hàng bãi đấy, 2012, 13, 14, 15 hay 16 thì nó cũng không quyết định gì nhiều các bạn, chủ yếu là cái chất máy của mình là còn như thế nào, nó là con máy đẹp hay máy xấu thôi. Đấy, chứ còn cùng một đời máy thì không quan trọng về năm sản xuất đâu các bác nhá. Chiếc này thì đẹp xuất sắc này các bạn này. Vỏ viết có nhìn đẹp đều luôn. Long lanh cành đào tất cả mọi thứ nhé. Đẹp đều rất mới luôn. Các tính năng thì nói chung là thôi em cũng không giới thiệu nhiều nữa, vì là nó cũng như các máy khác thôi. Vì quay thì quay đi quay lại, lặp đi lặp lại các cái chủ đề này thì nó cũng làm mất thời gian nhiều, các bác xem nó mất thời gian. Đây, em bấm sơ qua thì thôi. Báo phần trăm độ ẩm bên em đã kiểm tra chuẩn các bác nhá. Nó báo 90 là kịch nhá. Đây độ ẩm lấy mùa hè các bác này. Đấy, nhiều bác cứ nghĩ là mùa hè ở miền Bắc như thời tiết bây giờ nó lạ lắm. Thời tiết đây mùa hè độ ẩm 93% này. Đấy, năm nay mùa hè em còn thấy anh em bắn máy hút ẩm mầm luôn. Thế mới lại còn chưa bao có cái trường hợp là năm nào mà mùa hè mà bán được máy hút ẩm đâu ạ. Đấy, nhưng mà năm nay anh em vẫn bán máy hút ẩm tốt. Nhưng mà em thì em lại vẫn lời chứ muốn nhập. Một con máy đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài quá nhá. Đây, đối với cái dòng Daikin đồng hồ thì nó có hai cục lọc tĩnh điện này. Đây. Vào màng HEPA đây. Thanh timer mọi thứ còn rất là mới các bác nhá. Con này thì không phải nghĩ về hình thức chất lượng rồi, nó quá đỉnh cao, giá thành thì siêu, tức là đây em gọi với các bác là nó là một dòng máy mà bây giờ mình nói là ngon bổ rẻ lành bền đẹp. Không có gì để hỏng luôn, siêu bền. Và giá thì nếu mà nói về phân khúc của nó thì nó là vô đối luôn các bạn. À, tập ẩm nữa các bạn nhé, rất đẹp luôn, mọi thứ hoàn hảo. Con này gọi là vô đối về giá thành thời điểm luôn. Được 2014 các bạn nhé, series máy là 1081 này, 75W. Tức là mình dùng được cho cả phòng từ 10 cho đến 50m, 55m2. Chứ không phải là như nhiều các bác nghĩ là nó phải dùng cho phòng lớn nhé. Tức là nó dùng, em vừa lắc máy thôi, tức là nó dùng cho được phòng tối đa là 50-55m. Đấy. Nhưng mà mình dùng cho phòng nhỏ thì nó càng nhanh lọc càng hiệu quả. Cũng kiểu như là các bác mua cái điều hòa công suất lớn lắp vào phòng nhỏ ấy, thì dùng càng mát các bạn, càng nhanh. Không phải là máy to lắp phòng nhỏ mà tốn điện đâu các bác ơi, mà khi mà máy to lắp phòng nhỏ thì nó lại còn bền hơn ấy chứ, vì nó được nghỉ, nó được nghỉ nhiều. Đấy. Thì mình qua là đầu tư máy to thì nó đắt tiền thôi. Nhưng ở thời điểm này thì cái máy này nó khá là rẻ rồi các bác ạ. Cho nên là mình trả tội gì mà mình không mua cái máy to cho nó khỏe các bác nhé. Tiền thể thì em test luôn cái bụi mịn 2.5 các bác này. Hôm nay giờ này cái chất lượng ở bên khu vực em khá là tốt, chất lượng không khí khá là tốt các bác. Đấy. Buổi trưa nhé, đang tầm 11 giờ này. Chất lượng ngoài thì tốt rồi, đương nhiên cho máy sẽ tốt hơn thôi. 2.3 triệu các bác nào chốt chiếc mã số 1 này các bác lô nhé. Chất lượng thì phải nghĩ rồi, phải 1 năm. Giá chưa phí vận chuyển. Máy đầu bên áp điện 220V rồi. Đầu ra gần như tuyệt đối các bác nhé. Chào các bác.